bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 40/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Dự thảo bổ sung điều kiện nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp có đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ở Việt Nam phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp tối thiểu là 3 năm liên tục ở một quốc gia khác trên thế giới. Quy định này nhằm nâng cao chất lượng đầu vào của doanh nghiệp. Dự thảo cũng bổ sung quy định yêu cầu kế hoạch trả thưởng của doanh nghiệp phải bảo đảm hoa hồng trên cơ sở doanh số bán hàng phải đạt tối thiểu 20% tổng hoa hồng chi trả cho người tham gia. Quy định này khuyến khích người tham gia phải bán hàng không chỉ xây dựng mạng lưới.